Quang Thông và Tú My. Mến chào các bạn đã đến với bản tin 17 giờ được thực hiện bởi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 20 tháng 1 năm 2017 có những nội dung chính sau đây. Xem xét khởi tố thêm hành vi với nhóm đánh thiếu nữ. Điều tra vụ công an xã bị tố đánh chết học sinh. Xe container mất lái đâm xe buýt, ít nhất 10 người bị thương. Nam thanh niên rơi từ tầng cao xuống đất tử vong. Xử nghiêm vụ tài xế biển xanh vi phạm giao thông. Cao ốc cháy sập, chôn vùi hơn 20 lính cứu hỏa. Tổng thống Philippines Duterte sẽ tiếp tục sang Trung Quốc. Và sau đây là thông tin chi tiết. Liên quan đến vụ việc thiếu nữ Lê Thị Bảo Tê, sinh năm 2001, ngụ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, bị một nhóm gồm 3 người khác đánh đập, lột đồ và tung clip lên mạng xã hội. Cơ quan công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho hay sẽ tiến hành làm việc và cho giám định thương tích đối với nạn nhân để có thể xem xét khởi tố về tội cố ý gây thương tích đối với những người liên quan. Trưa ngày 20 tháng 1, trao đổi với Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, một đại diện cơ quan điều tra công an huyện Đại Lộc xác nhận đã khởi tố vụ án về tội danh làm nhục người khác theo khoản 1 điều 121 Bộ luật hình sự đối với 3 bị can gồm Lê Thị Huyền Trang, sinh năm 1998, ngụ tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Văn Thị Mỹ Dung, sinh năm 1999, ngụ tại xã Đại Hòa, Đại Lộc và Lê Thị Phương Huyền, ngụ tại Đại Lộc để tiếp tục điều tra vụ việc. Đồng thời sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra cũng sẽ tiến hành cho giám định thương tích đối với thiếu nữ T để xem xét có thể khởi tố thêm về hành vi cố ý gây thương tích đối với 3 bị can nói trên. Hiện các bị can đang được tại ngoại nhưng không được rời khỏi địa phương trong quá trình điều tra. Ngày 19 tháng 1, bà Đỗ Thị Luận, ngụ xã Đức Hành, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước đã gửi đơn đến nhiều cơ quan chức năng yêu cầu làm rõ vụ con bà là em Phùng Viết Quân, 15 tuổi, học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, huyện Bù Gia Mập, bị tử vong. Bà Luận cho rằng con bà chết là do công an xã Đức Hạnh đánh khi cháu đang đi sinh nhật cùng hai học sinh khác là Vũ Đình Hiếu, 15 tuổi và Nguyễn Hào Quang, 14 tuổi. Hai em này cũng bị gãy tay và chấn thương nhiều chỗ. Trong đơn, bà Luận nêu rõ, do xe chở ba nên Hiếu không dám dừng xe, hai anh công an đuổi theo, dùng gậy vụt vào tay Quang làm gãy tay, mặt tím bầm. Tiếp đó, hai công an xã còn đánh vào lưng, tay, làm Hiếu bị gãy tay, không thể điều khiển xe. Hậu quả là xe lao vào lề đường, khiến Quân tử vong tại chỗ, Hiếu và Quang bị thương nhiều chỗ. Ông Nguyễn Minh Hóa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập cho biết, do vụ việc công an huyện đang điều tra nên tôi không thể phát ngôn gì. Trao đổi với Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Văn Tốt, trưởng công an huyện Bù Gia Mập thông tin, không có việc công an xã đánh học sinh tử vong, còn vụ việc cụ thể như thế nào, hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ. Hiện công an huyện đang phối hợp với công an tỉnh điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc. Thông tin ban đầu, vào lúc 5 giờ 30 phút ngày 20 tháng 1, xe container chở theo thùng hàng loại 20 feet lưu thông trên đường Khánh Hội hướng kênh Tàu Hủ về đường Nguyễn Hữu Thọ, quận 7 đã đột ngột mất lái đâm trực diện vào xe buýt mã số 72 chạy trên tuyến khu công nghiệp Hiệp Phước, công viên 23 tháng 9. Xe container găm chặt vào đầu xe buýt, nhiều người bị mắc kẹt. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Đồng thời, lực lượng cứu hộ thuộc cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã đến hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt. Các nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện 115 để cấp cứu. Tài xế của hai xe đều bị thương nặng do ảnh hưởng của vụ tai nạn giao thông qua khu vực ùn tắc kéo dài. Đến 7 giờ cùng ngày, xe cứu hộ được điều đến cẩu các phương tiện đi. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Sự việc xảy ra vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng nay ngày 20 tháng 1 tại ngõ 20 thuộc phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo các nhân chứng cho thấy, vào thời điểm trên, người dân tại đây nghe thấy một tiếng động lớn. Chạy ra thì phát hiện một nam thanh niên khoảng 25 tuổi nằm bất động dưới nền đất, đoạn đối diện với một trường mầm non đóng trên địa bàn. Nhiều người dân gọi điện báo lực lượng chức năng, đồng thời tiến hành sơ cứu tại chỗ cho nạn nhân. Nhưng ít phút sau đó, nam thanh niên được xác định là đã tử vong. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt và tiến hành khám nghiệm hiện trường. Cho đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân vẫn chưa được đưa đi. Lực lượng chức năng đang tìm cách liên lạc thông báo với người nhà nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ. Ngày 19 tháng 1, lãnh đạo thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã có chỉ đạo xử nghiêm vụ tài xế có những hành vi chưa đúng với lực lượng chức năng trên cầu Chương Dương, Long Biên, Hà Nội. Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện nay đơn vị đang phối hợp với lực lượng công an để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Trước đó vào khoảng 18 giờ ngày 18 tháng 1, tại chân cầu Chương Dương, Long Biên, Hà Nội, hướng rẽ đi Bát Tràng, lực lượng cảnh sát giao thông và cơ động, công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ phân làn nhằm tránh ùn tắc giao thông. Tuy nhiên anh Nguyễn Duy Thanh, điều khiển xe Fortuner biển xanh 80A01172, đang chấp hành hiệu lệnh phân luồng và cố tình chồm xe về phía lực lượng làm nhiệm vụ.
lực lượng chức năng đã yêu cầu anh Thanh xuống xe để giải quyết, nhưng anh Thanh vẫn tiếp tục cự cãi và có những hành vi không phù hợp. Tiếp đó, lực lượng chức năng đã lập biên bản đưa tài xế và chiếc xe bàn giao cho công an phường Bồ Đề, Long Biên để làm rõ. Tại cơ quan công an, anh Nguyễn Duy Thanh cho biết là lái xe của Thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Kênh truyền hình Iran, Irin dẫn thông tin từ nhà chức trách Tehran, ngày 19 tháng 1, hơn 20 lính cứu hỏa bị chôn vùi và nguy cơ cao là đã thiệt mạng sau khi tòa cao ốc Flasco ở Tehran, Iran, họ đang chữa cháy bị đổ sập. Tuy nhiên, nói với các nhà báo tại hiện trường, người phát ngôn cơ quan cứu hỏa Tehran, Jahad Malaki, cho biết có tới 35 lính cứu hỏa bị chôn vùi sau khi tòa cao ốc Flasco bị sập. Vụ cháy xảy ra vào lúc 8 giờ sáng theo giờ địa phương. Hãng tin nhà nước Iran, Irana, đã dẫn thông tin từ cơ quan khẩn cấp Iran cho biết có tổng cộng 70 người bị thương trong vụ cháy, trong đó 23 người nguy kịch. Hãng tin Fars Iran dẫn lời ông Malaki cho biết nhiều người đã không nhận ra cao ốc bị cháy vì khói bụi ô nhiễm ở Tehran quá dày, họ không phân biệt được khói do cháy. 3 giờ sau, tòa cao ốc Flasco đổ sập theo hướng thẳng đứng, các tòa nhà bên cạnh không bị ảnh hưởng. Nguyên nhân được xác định là do rò rỉ khí ga trên tầng 10 tòa nhà, kéo theo nổ và cháy khi một nhân viên bật đèn cửa hàng. Được xây dựng từ 50 năm trước, Flasco được xem là tòa cao ốc đầu tiên ở Tehran. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Tổng thống Philippines Duterte sẽ có chuyến thăm thứ hai Trung Quốc vào tháng 5 tới. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong cuộc gặp gỡ này, Tổng thống Duterte nói rằng ông hài lòng khi quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc đã có những cải thiện sau khi ông làm Tổng thống. Bộ Ngoại giao Philippines nói rằng mình chưa thể xác định thông tin này, rằng vì không có quan chức ngoại giao nào của Philippines có mặt tại cuộc gặp. Việc Tổng thống Duterte có khả năng đến Trung Quốc phù hợp với chủ trương của ông là độc lập hơn với Mỹ, cải thiện quan hệ với Trung Quốc. Trung Quốc đã và đang thực hiện các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trải dài 60 quốc gia theo sáng kiến một vành đai một con đường, khôi phục lại con đường tơ lụa năm xưa nổi tiếng của Trung Quốc với các nước Trung Á và châu Âu. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay. Quang Thông và Tú My xin chúc quý vị và các bạn khán thính giả một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bản tin tiếp theo. Bạn đã cập nhật tin tức ngày hôm nay. Bạn quá bận rộn để theo dõi những thông tin pháp luật trong và ngoài nước. Hãy đến với chúng tôi. Bản tin 17 giờ được phát sóng từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh Belo.vn. Bản tin 17 giờ nhanh chóng, kịp thời, chính xác.